Music. Hai cái luồng quan điểm như chị hỏi em thì em trả lời trong cái khuôn khổ trường học. Tại vì trường học chị phải có khuôn khổ. Chứ trường học mà mạnh ai nấy hát vậy cần thầy cô chi. Chị bước ra khỏi ngôi trường, chị muốn hát như thế nào? Đó là cách của mình, và khán giả đón nhận nó hay không là tùy thuộc vào đối tượng khán giả và gu khán giả. Nếu mà như vậy thì mình không nên có những cái đánh giá phán xét phải hát như thế nào mới là đúng. Nhưng chị đi học chị phải phân biệt được đúng và sai. Nếu đi học mà mình không phân biệt đúng sai thì mình vào trường mình vẫn hát sai, thì mình đi học làm gì? Thì chị sẽ bắt đầu từ cái đúng đó, chị phát huy theo cái của chị. Ví dụ như chị đã có sẵn cái vị trí âm thanh tốt của chị rồi, chị hát cái gì cũng được, theo bỏ cái tôi vào. Nhưng mà cái trong trường là bắt buộc phải đúng phải sai. Thì cái này chị cũng thọ giáo em luôn. Khi mà ngồi ở vị trí giám khảo, có rất nhiều những bạn thí sinh bước vào, tức là các bạn không thoát ra được cái khuôn khổ đó. Chọn bài cũng giống nhau, đúng không? Và cái câu luyến nó cũng giống ở ngay cái thời điểm đó và cùng cái nốt đó. Một cái sự giống nhau quá như vậy. Thì liệu nó lại có phải là một cái điều đúng đắn hay đó, không? Đó là cái vấn đề của rất là nhiều trường hiện nay. Và cái gọi là cái bản năng của một người nghệ sĩ á, chỉ chưa cần đi học, nó đã được thoát ra rồi. Nó đã được thể hiện từ trong cái máu con người của chị rồi. Và khi chị học, chị chỉ làm cho cái viên ngọc của chị nó sáng hơn thôi. Và nghệ sĩ và thợ hát, đúng rồi, là hai cái phạm trường khác nhau. Chính vì như thế tại sao chị hỏi em và chị em mình mở ra cái nội dung này, để cuối cùng chúng ta đến một cái kết luận, đó chính là sao? Trường lớp căn bản và những cái gì mà nền tảng chắc chắn là phải có, là phải học. Nhưng xong cuối cùng rằng là cái sự thành công, sự thành công vẫn đến từ cái tư duy sáng tạo và cộng hưởng, làm sao để tất cả những gì mà mình học mình không lệ thuộc vào nó. Đừng nghĩ sai rằng là chị phản bác những gì trong trường, không phải đâu. Bởi vì sao? Những gì mà chị học với cái nền tảng của chị là phải từ trường lớp mà ra đấy chứ. Đúng không? Mặc dù chị không đến trường thôi. Trường lớp thì luôn luôn dạy cho bạn những điều mà người ta cần phải dạy, thầy cô cần phải dạy. Nhưng thành bại hay không là do các bạn biết xử lý những cái điều bạn học. Nhưng bây giờ chị muốn em làm khó em chút xíu. Tức là em nói rằng là em chưa bao giờ đập phá và thoát khỏi cái khuôn khổ của em, và em thích sự an toàn. Vậy thì hôm nay hãy cho chị một đặc ân và cho chương trình của chị, khán giả của chị một đặc ân. Thấy một võ họa châm đập phá. Ok. Một đặc ân này nè. Cái này thì nó rõ ràng là khác với võ họa châm. Oh my god. Trời ơi. Cái cách mà em luyến lấy nó rất đặc trưng ấn ấy. Em có phải học qua các thầy cô về không. Này không? Hay là em nghe rồi em tự em nghe thôi. Em nghe rồi. Em nghe rất là nhiều các thể loại khác nhau của ấn, và em phát hiện ra là người ấn họ có một cách ngân rất là đặc trưng. Đúng rồi. Họ ngân lên nửa, ví dụ là dạng vậy không? Tức là nó không lên hết. Nó không lên hết, nó lên nửa thôi. Mà nó rất là đặc trưng của ấn. Nhưng mà chị vẫn thấy được rằng là trong cái cách xử lý âm thanh của em nó vẫn thế, nó vẫn ở chỗ đấy. Chị muốn khác hẳn cơ. Ví dụ chị cho em một bài nào. Bây giờ em biết bài taxi của chị phải không? Dạ. Taxi của chị này, ví dụ cái đoạn feel của chị này. Đó thì em có nghe nguyên cái cổ họng của chị cái phần thấy là em làm vậy là em viêm họng. Đúng là đấy. Em thử coi, chưa ai thấy võ hạ châm như vậy cả, đúng không? Nó vẫn là nó vẫn phải ở phần trên. Bây giờ là bây giờ để cho mọi người thấy rằng là có một võ họa châm khác được như vậy, nhưng mà chẳng qua cô không thích thôi. Hey,
em là một nửa ở đây, yeah. một nửa là gần ở dưới này, yeah. và một nửa là mix, yeah. trên này, tại em mix vào với nhau. Yeah, đúng rồi. Còn chị á là toàn bộ ở dưới này. Dưới này luôn. Ừ. Vậy thì chị em mình hát đi nhá. Dạ, dạ. Nãy giờ nói chuyện nhiều quá rồi, mình hát đi hát chị. Thôi. Em mắc hát. Ừ, đúng rồi, chị cũng mắc hát. Chị sẽ hát bằng giọng ngực, giọng cổ. Sẽ có những cái đoạn mà chị sẽ xé cái câu hát đó, nó phải tưa ra. Dạ. Nhá, nó tưa ra. Dạ. Thì một nhân vật là một cái người đang đau khổ và giằng xé với một cái nỗi đau ở dưới chốn dương gian. Sẽ có một thiên thần hiện ra, thanh thoát, nhẹ nhàng, bay bổng và nói với cái người đó rằng là vì sao con không khóc? Bà Mục á, vì sao con khóc? Thôi con đừng khóc, bóng tối trước mắt sẽ bắt con đi. Thôi con đừng khóc, bóng tối trước mắt sẽ bắt con đi. Ok, vô nha chị. Vô. Chị ơi, em có thể hỏi chị một câu được không? À, theo format của chương trình là mỗi một khách mời đến đây đều được đặc quyền hỏi chị một câu hỏi bất kỳ. Ôi vậy hả? Ừ. À, em có một câu hỏi mà cũng là cái thắc mắc của em là tại sao trên mạng rất là nhiều bạn họ so sánh em và chị rằng Thu Minh với Hạ Trâm, người này hát hay hơn, đoạn này người kia hát hay hơn. Và đôi khi người ta luôn luôn nghĩ là những người nghệ sĩ đàn em như em là sẽ không bao giờ chạm được cái ngưỡng về chuyên môn như là những bậc đàn chị, thì chị nghĩ sao? Thứ nhất, để mà mình được khán giả quan tâm, đem ra mổ xẻ và phân tích giọng hát, đó là một sự may mắn của chị em mình. Yeah. Bởi vì mình phải như thế nào thì mọi người mới quan tâm mình, đúng không? Thứ hai nữa, rằng là qua cái chương trình ngày hôm nay với cái câu hỏi này thì khẳng định một điều rằng là Thu Minh thất học hơn Võ Hạ Trâm. Cho nên là cái chuyện này là không có so sánh được Thu Minh với cả Võ Hạ Trâm, tại Võ Hạ Trâm trường lớp hơn Thu Minh rất là nhiều. Cho nên rằng là chị không có dám so với em về vấn đề này. Và qua cái bài hát sắp tới, bây giờ chị em chuẩn bị hát này, sẽ là một câu trả lời. Võ Hạ Trâm là Võ Hạ Trâm, Thu Minh là Thu Minh. Yeah. Nhưng mà cứ so sánh đi, bởi vì như thế chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi được yêu mến và chúng tôi được quan tâm. Ôi, chị ơi, chị xứng đáng là hoa hậu thân thiện, hoa hậu ứng xử. Ok là mình yeah. hát nha. Dạ. Yeah. Yeah. Bắn nha. Trôi vào đêm thật khẽ, chợt thương mình sao nhỏ bé. Trôi vào giấc ngủ sâu, màn đêm nặng nề. Chôn vùi hết ký ức để con tim bớt say dứt, rồi tìm lại trong hư vô. Tìm nơi đâu bình yên vô về con tim khi tâm tư mỏi mệt. Ngày trôi và đêm sang người hoang mang, sợ lại một mình với những vết tàn. I'm sorry, baby, I'm so sorry. Thôi em cũng biết yêu thương chẳng mấy khi trọn vẹn mãi mãi. 'Cause baby, I don't believe. Anymore. Oh,
của chị. Và em làm thơ đúng tiết mục của mình, giúp thơ. Và bạn ấy rất là thiên thần xuất hiện xoa dịu nỗi đau cho chị. Chị hết đau chưa? Nói chung là giờ chị thấy chị không đau nhưng mà chị cũng mệt em. Trong những ngày sắp tới chị em mình sẽ còn nhiều dịp nữa để cùng hát với nhau. Dạ. Yeah. Nhá. Tại vì rõ ràng là hôm nay là bài đầu tiên nhưng mà thấy cũng hợp cả ha. Dạ hợp cả chứ. Yeah. Cao như nhau đó chị. Ừ đó, chị em mình cùng đu dây. Đu dây. Lên bi tích cơ nha. Ok chị. Chị bên lên mát nha, bên bi tích cơ nhìn ừ, đó. Nói chung là chị em mình vẫy tay chào nhau từ okay. từ hai cái tòa cao đó. Dạ. Ok đó. Dạ. Yeah. Dạ. Nâng bước gót sen ngà nè. Chỗ đâu muốn chết má. Có cái đôi dép không? Có đôi dép của chị Minh cho chị thay. Đôi lúc cũng phải control lại độ hot của mình để dành cái lực nè, để dành idea và tài năng. Tại không ai giỏi toàn bộ mà có thể gọi là ngày nào cũng hot trên mạng, tháng nào cũng hot, năm nào cũng hot mà không lụi tài. Cho nên cái mạng á, trên mạng và trên kênh YouTube á, thì nghệ sĩ sẽ đánh theo từng thời kỳ, từng thời điểm thôi. Lưu danh, giữ danh mới là quan trọng. Còn hot thường xuyên là nguy hiểm với nghệ sĩ chuyên nghiệp. Cho nên khi mà nghệ sĩ chuyên nghiệp làm chương trình thì tất cả các nghệ sĩ chuyên nghiệp khác sẽ bắt tay nhau để mà gìn giữ hai chữ chuyên nghiệp. Yêu một sắc bên năm hai, anh đang hơi say rồi. Thích